Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy khoan pin The One DCD 999. Thì máy này nó vừa ra đời cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Thì đi kèm với nó là một máy, một pin và một sạc. Thì combo này, pin 6 nó sản xuất tại Mexico. Mexico nha anh em. Đây. Có báo dung lượng này đấy, thì anh em nào mà mua lẻ một cục pin á, thì giá của nó là 2 triệu một cục. Và một sạc điện 120V, anh em muốn chuyển 220 thì mình sẽ đổi sạc cho anh em. Và đây là tay cầm của 999, nó khác với tay cầm của 996 nha anh em. Tay cầm nó cũng khá là pro. Đây. Rồi, có cái móc treo theo kèm. Rồi, mình test cho anh em. Tốc độ của em này thì nó là từ 0 đến 450. Cấp 2 của nó là từ 0 đến 1.300. Và cấp 3 của nó là từ 0 đến 2.000 vòng trên phút. 20V. Thì hàng này 996 là 999 là chỉ có hàng Mỹ về, hàng hãng Việt Nam chưa có đâu nha anh em, và thị trường châu Á cũng chưa có. Vâng, và anh em nào mua thân máy thì giá 3 triệu 350, và nếu mà anh em mua bộ thì là 6 triệu chẵn, 6 triệu bao gồm có một máy, một pin, một sạc như hình. Rồi em test cho anh em. Nó có khóa lại điện từ này nha anh em. Đấy. Đấy. Vâng, em Tùng cảm ơn anh em. Cả combo thì giá 6 triệu. Cảm ơn anh em.